Vì sao? Vì tùy theo thế lực trùng tử mà đạt được quả như thế. Đó là khi Đại Bồ Tát ấy làm chuyển luân vương, thấy người xin đến, liền nghĩ thế này. Ta vì việc gì mà lưu chuyển sanh tử làm chuyển luân vương? Ta vì lợi lạc hữu tình ở trong sanh tử, nhận thắng quả này, chẳng do việc nào khác. Nghĩ như thế rồi bảo người ăn xin, tùy ngươi cần vật gì ta sẽ cho hết. Khi ngươi lấy vật, xem như lấy vật của mình, chớ tưởng của ai khác. Vì sao? Vì ta nhờ các ngươi mà được lợi lạc, nên thọ thân này chứa cất tài vật. Cho nên những vật này là sở hữu của các ngươi, tùy ý mà lấy hoặc tự sử dụng hoặc trao cho người khác, chớ có nghi ngại. Đại Bồ Tát ấy khi thương xót các hữu tình như thế, vô duyên đại bi mau được viên mãn. Do đại bi này mau được viên mãn, nên tuy thường làm lợi lạc cho vô lượng hữu tình, nhưng đối với hữu tình hoàn toàn không có sở đắc, lại cũng chẳng đắc quả thù thắng đạt được. Thường như thật biết, chỉ do giả tưởng theo thế tục mà nói có sự an lập lợi lạc các hữu tình. Lại như thật biết việc an lập ấy đều như tiếng vang, tuy hiện ra tựa như có, nhưng không chân thật có, do đó đối với pháp hoàn toàn không có nắm bắt. Này thiện hiện các đại Bồ Tát, thường nên tu hành bố thí ba la mật đa như thế, đó là đối với hữu tình, hoàn toàn không nuối tiếc, cho đến có thể bố thí xương thịt của thân mình, cũng là chẳng có thể xả bỏ tài sản ở ngoài, đó là các tài sản dùng nhiếp thọ hữu tình, khiến mau giải thoát sanh lão bệnh tử. Khi ấy cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, những tài sản gì mà nhiếp thọ hữu tình khiến mau giải thoát sanh lão bệnh tử? Phật dạy: Này thiện hiện, đó là tài sản bố thí ba la mật đa, hoặc tài sản tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, hoặc tài sản pháp không nội, hoặc tài sản pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, hoặc tài sản bốn niệm trụ, hoặc tài sản bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, hoặc tài sản thánh đế khổ, hoặc tài sản thánh đế tập diệt đạo, hoặc tài sản bốn tịnh lự, hoặc tài sản bốn vô lượng, bốn định vô sắc, hoặc tài sản tám giải thoát, hoặc tài sản tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, hoặc tài sản pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa, hoặc tài sản pháp môn giải thoát không, hoặc tài sản pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, hoặc tài sản bậc cực hỷ, hoặc tài sản bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân, hoặc tài sản năm loại mắt, hoặc tài sản sáu phép thần thông, hoặc tài sản mười lực Phật, hoặc tài sản bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, hoặc tài sản pháp không quên mất, hoặc tài sản tánh luôn luôn xả, hoặc tài sản trí nhất thiết, hoặc tài sản trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc tài sản quả dự lưu, hoặc tài sản quả nhất lai bất hoàn, A-la-hán quả vị độc giác, hoặc tài sản tất cả hạnh đại Bồ Tát, hoặc tài sản quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Này thiện hiện các tài sản như thế, nhiếp thọ các hữu tình, khiến mau giải thoát sanh lão bệnh tử. Các đại Bồ Tát thường dùng các loại tài sản như thế để nhiếp thọ các hữu tình, khiến được giải thoát sanh lão bệnh tử, đạt lợi ích lớn. Lại nữa thiện hiện, các đại Bồ Tát an trụ bố thí ba la mật đa, tự hành bố thí ba la mật đa, khuyên các hữu tình hành bố thí ba la mật đa rồi, thấy các hữu tình hủy phạm tịnh giới, thương xót vô cùng, bảo họ: các ngươi đều nên thọ trì tịnh giới, ta sẽ cúng dường. Các ngươi cần đồ ăn uống, y phục, đồ nằm, phòng xá, xe cộ, mani chân châu, ngọc báu phệ lưu ly, ngọc báu phả chi ca, đế thanh, đại thanh, kim ngân, ngọc bích, la bối, san hô và các loại chân bảo rất giá trị khác, cùng hương hoa, phan lọng, thuốc trị bệnh cho đến các vật dụng cần thiết khác, ta đều cấp cho, không thiếu vật gì.
Các ngươi do thiếu thốn các vật dụng cần thiết nên hủy phạm tịnh giới, làm các việc ác. Ta sẽ tùy theo vật dụng mà các ngươi thiếu, như đồ ăn uống cho đến thuốc chữa bệnh và các sự thiếu thốn khác đều sẽ cung cấp. Các ngươi an trụ luật nghi giới rồi dần dần có thể thoát vòng khổ não, hoặc nương vào thanh văn thừa mà được xuất ly, hoặc nương vào độc giác thừa mà được xuất ly, hoặc nương vào vô thượng thừa mà được xuất ly. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy an trụ bố thí ba la mật đa, tự thọ trì tịnh giới, cũng khuyên người thọ trì tịnh giới, thẳng thắn xưng dương pháp thọ trì tịnh giới, hoan hỷ tán thán người thọ trì tịnh giới. Này thiện hiện, như vậy Đại Bồ Tát tu hành bố thí ba la mật đa, khuyên các hữu tình an trụ tịnh giới, giải thoát sanh tử, được lợi lạc thù thắng. Lại nữa thiện hiện, các Đại Bồ Tát an trụ bố thí ba la mật đa, thấy các hữu tình sân giận với nhau, sanh lòng thương xót vô cùng mà bảo với họ: vì duyên cớ gì mà các ngươi sân giận nhau? Các ngươi nếu vì do sự thiếu thốn mà cùng nhau gây nên việc ác này, thì nên theo ta mà xin, ta sẽ giúp cho các ngươi tùy theo nhu cầu của các ngươi về ăn uống, y phục, đồ nằm, phòng xá, xe cộ, nô bộc, chân bảo, hương hoa, thuốc trị bệnh, kỹ nhạc, phan lọng, anh lạc, đèn sáng và các thứ cần yếu khác. Ta đều cấp cho, khiến không thiếu thốn. Các ngươi chẳng nên sân giận nhau, mà nên tu an nhẫn, cùng khởi từ tâm. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy an trụ bố thí ba la mật đa, khuyên các hữu tình tu an nhẫn ba la mật đa rồi, muốn khiến cho kiên cố, lại bảo họ: nhân duyên sân giận hoàn toàn không chắc thật, đều do hư vọng phân biệt mà sanh. Vì tất cả pháp bản tánh không, nên các ngươi vì cớ gì mà đối với cái không thật có vọng tưởng sân giận, nhục mạ nhau, cầm dao gậy tàn hại nhau? Các ngươi chớ dựa vào sự phân biệt hư vọng mà phát sanh giận dữ, tạo các ác nghiệp, sẽ đọa vào địa ngục, bàng sanh, quỷ giới và các chỗ ác khác, chịu các khổ kịch liệt. Khổ ấy tàn độc, mãnh liệt, sắc bén, bứt cắt thân tâm vô cùng khó chịu. Các ngươi chớ chấp vào sự việc chẳng phải thật có, vọng khởi sân giận, tạo ra nghiệp tội ấy. Do nghiệp tội này, thân người hạ liệt còn khó có thể được, huống là sanh thế giới Phật. Các ngươi nên biết thân người khó được, đời có Phật khó gặp, sanh lòng tin lại càng khó hơn. Các ngươi nay đây các việc này hội đủ, chớ vì sân giận mà để mất thời cơ tốt. Nếu mất thời cơ này thì khó cứu chữa. Vì vậy các ngươi đối với các hữu tình chớ khởi sân giận, nên tu an nhẫn. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy an trụ bố thí ba la mật đa, tự hành an nhẫn, cũng khuyên người hành an nhẫn thẳng thắn tán dương pháp hành an nhẫn, hoan hỷ khen ngợi người hành an nhẫn. Này thiện hiện, như vậy các Đại Bồ Tát an trụ bố thí ba la mật đa, khuyên các hữu tình tu hành an nhẫn. Các loài hữu tình do đó lần lượt dần dần nương vào ba thừa mà được giải thoát, đó là hoặc nương vào thanh văn thừa mà được giải thoát, hoặc nương vào độc giác thừa mà được giải thoát, hoặc nương vào đại thừa mà được giải thoát. Lại nữa thiện hiện, các Đại Bồ Tát an trụ bố thí ba la mật đa, thấy các hữu tình thân tâm giải đãi, sanh lòng thương xót vô cùng, bảo với họ: các ngươi vì duyên cớ gì chẳng siêng năng tinh tấn tu các thiện pháp mà sanh giải đãi? Họ đáp: chúng tôi thiếu thốn vật dụng, cho nên đối với việc thiện chẳng chuyên tu được. Bồ Tát bảo: ta có thể cho các ngươi những vật dụng mà các ngươi thiếu. Các ngươi nên chuyên tu pháp bố thí, tịnh giới, an nhẫn, vân vân. Khi ấy các hữu tình được vật dụng mà Bồ Tát ấy cho, không còn thiếu thốn vật gì, nên thân tâm có thể phát khởi tinh tấn, tu các thiện pháp mau được viên mãn. Do các thiện pháp được viên mãn, nên dần dần phát sanh các pháp vô lậu. Do các pháp vô lậu, hoặc đắc quả dự lưu, hoặc đắc quả nhất lai, bất hoàn, A-la-hán, hoặc có người đắc quả vị độc giác, hoặc có người hướng nhập các bậc Bồ-Tát, dần dần chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy an trụ bố thí ba la mật đa, tự hành tinh tấn, cũng khuyên người hành tinh tấn thẳng thắn tán dương pháp hành tinh tấn, hoan hỷ ngợi khen người hành tinh tấn. Này thiện hiện, như thế các Đại Bồ Tát an trụ bố thí ba la mật đa, khiến các hữu tình xa lìa giải đãi, siêng tu các việc thiện mau được giải thoát. Lại nữa thiện hiện, các Đại Bồ Tát an trụ bố thí ba la mật đa, thấy các hữu tình tán loạn thất niệm,
thương xót vô cùng, bảo với họ: các ngươi vì cớ gì mà chẳng tu tịnh lực, tán loạn thất niệm, trầm luân sanh tử? Họ trả lời: chúng tôi thiếu thốn vật dụng, cho nên đối với tịnh lự chẳng có thể tu tập. Bồ Tát bảo: ta có thể cho các vật dụng mà các ngươi thiếu. Các ngươi từ nay chẳng nên khởi lại tầm từ hư vọng, phan duyên trong ngoài, làm nhiễu loạn tự tâm. Khi ấy các hữu tình được vật dụng mà Bồ Tát ấy cho không còn thiếu thốn, có thể chế phục đoạn trừ tầm từ hư vọng, nhập sơ tịnh lự, dần dần lại nhập đệ nhị, đệ tam, đệ tứ tịnh lự. Nương vào các tịnh lự lại có thể phát khởi bốn thứ phạm trụ từ bi, hỷ, xả, tịnh lự vô lượng là chỗ y chỉ. Lại dần dần có thể nhập bốn định vô sắc, do tịnh lự vô lượng vô sắc điều tâm khiến nhu nhuyễn, rồi tu bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, pháp môn giải thoát không, vô tưởng, vô nguyện, vân vân. Các thứ thiện pháp tùy theo căn cơ, đắc quả tam thừa, đó là hoặc chứng đắc niết bàn thanh văn, hoặc có người chứng đắc niết bàn độc giác, hoặc chứng quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, đại Bồ Tát ấy an trụ bố thí ba la mật đa, tự tu tịnh lự, cũng khuyên người tu tịnh lự thẳng thắn tán dương pháp tu tịnh lự, hoan hỉ khen ngợi người tu tịnh lự. Này thiện hiện, như vậy các đại Bồ Tát an trụ bố thí ba la mật đa khuyên các hữu tình xa lìa tán loạn, tu các tịnh lự làm lợi ích lớn. Lại nữa thiện hiện, các đại Bồ Tát an trụ bố thí ba la mật đa thấy các hữu tình ngu si điên đảo, thương xót vô cùng, bảo với họ: các ngươi vì cớ gì chẳng tu bát nhã, ngu si điên đảo, sanh tử luân hồi? Họ trả lời: chúng tôi thiếu thốn vật dụng, nên đối với trí tuệ thủ thắng chẳng có thể tu tập. Bồ Tát bảo: ta có thể cho các vật dụng mà các ngươi thiếu, các ngươi nên thọ nhận. Trước tiên tu bố thí tịnh giới, an nhẫn tinh tấn, tịnh lự được viên mãn rồi, nên quan sát kỹ thật tướng các pháp, tu hành bát nhã ba la mật đa. Nghĩa là khi ấy nên quan sát kỹ là có pháp nhỏ nào có thể nắm bắt được chăng? Đó là hoặc ngã, hoặc hữu tình, dòng sanh mạng, khả năng sanh khởi, sự dưỡng dục, sự trưởng thành, chủ thể luân hồi, ý sanh, nho đồng, khả năng làm việc, khả năng khiến người làm việc, khả năng tạo tác, khả năng khiến người tạo tác, khả năng thọ quả báo, khả năng khiến người thọ quả báo, cái biết, khả năng khiến người biết, cái thấy, khả năng khiến người thấy, có thể nắm bắt được chăng? Hoặc sắc, hoặc thọ tưởng hành thức có thể nắm bắt được chăng? Hoặc nhãn xứ, hoặc nhĩ tý thiệt thân ý xứ có thể nắm bắt được chăng? Hoặc sắc xứ, hoặc thanh hương vị xúc pháp xứ có thể nắm bắt được chăng? Hoặc nhãn giới, hoặc nhĩ tý thiệt thân ý giới có thể nắm bắt được chăng? Hoặc sắc giới, hoặc thanh hương vị xúc pháp giới có thể nắm bắt được chăng? Hoặc nhãn thức giới, hoặc nhĩ tý thiệt thân ý thức giới có thể nắm bắt được chăng? Hoặc nhãn xúc, hoặc nhĩ tý thiệt thân ý xúc có thể nắm bắt được chăng? Hoặc các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, hoặc các thọ do nhĩ tý thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được chăng? Hoặc địa giới, hoặc thủy hỏa phong không thức giới có thể nắm bắt được chăng? Hoặc nhân duyên, hoặc đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên có thể nắm bắt được chăng? Hoặc các pháp từ duyên sanh ra có thể nắm bắt được chăng? Hoặc vô minh, hoặc hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử, sầu than khổ yêu não có thể nắm bắt được chăng? Hoặc dục giới, hoặc sắc giới, vô sắc giới có thể nắm bắt được chăng? Hoặc bố thí ba la mật đa, hoặc tịnh giới, an nhẫn tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa có thể nắm bắt được chăng? Hoặc pháp không nội, hoặc pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh có thể nắm bắt được chăng? Hoặc bốn niệm trụ, hoặc bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo có thể nắm bắt được chăng?
hoặc thánh đế khổ, hoặc thánh đế tập diệt đạo có thể nắm bắt được chăng? Hoặc bốn tịnh lự, hoặc bốn vô lượng, bốn định vô sắc có thể nắm bắt được chăng? Hoặc tám giải thoát, hoặc tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ có thể nắm bắt được chăng? Hoặc pháp môn Đà La Ni, hoặc pháp môn Tam Ma Địa có thể nắm bắt được chăng? Hoặc pháp môn giải thoát không, hoặc pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện có thể nắm bắt được chăng? Hoặc bậc cực hỷ, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân có thể nắm bắt được chăng? Hoặc năm loại mắt, hoặc sáu phép thần thông có thể nắm bắt được chăng? Hoặc mười lực Phật, hoặc bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng có thể nắm bắt được chăng? Hoặc pháp không quên mất, hoặc tánh luôn luôn xả có thể nắm bắt được chăng? Hoặc trí nhất thiết, hoặc trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có thể nắm bắt được chăng? Hoặc quả dự lưu, hoặc quả nhất lai bất hoàn, A-la-hán, quả vị độc giác có thể nắm bắt được chăng? Hoặc tất cả hạnh đại Bồ-Tát, hoặc quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật có thể nắm bắt được chăng? Các hữu tình ấy đã được vật dụng rồi, không còn thiếu thốn nữa, nương vào lời dạy của Bồ Tát, trước hết tu bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự được viên mãn rồi, lại quan sát kỹ thật tướng các pháp, tu hành bát nhã ba la mật đa. Khi quan sát kỹ thật tánh của các pháp như trước đã nói đều chẳng thể nắm bắt được, vì chẳng thể nắm bắt được nên không có sự chấp trước, vì không chấp trước nên chẳng thấy có pháp nhỏ nào có sanh có diệt có nhiễm có tịnh. Khi họ đối với các pháp không có sở đắc thì đối với tất cả xứ chẳng khởi phân biệt, nghĩa là chẳng phân biệt đây là địa ngục, đây là bàng sanh, đây là quỷ giới, đây là a tố lạc, đây là người, đây là trời, đây là trì giới, đây là phạm giới, đây là phàm phu, đây là thánh giả, đây là dự lưu, đây là nhất lai, đây là bất hoàn, đây là a la hán, đây là độc giác, đây là bồ tát, đây là như lai, đây là pháp hữu vi, đây là pháp vô vi. Vì vô phân biệt như thế nên tùy theo căn cơ họ dần dần chứng đắc niết bàn ba thừa, đó là thanh văn thừa, hoặc độc giác thừa, hoặc vô thượng thừa. Này thiện hiện, đại Bồ Tát ấy an trụ bố thí ba la mật đa, tự tu bát nhã, cũng khuyên người tu bát nhã, thẳng thắn tán dương pháp tu bát nhã, hoan hỉ khen ngợi người tu bát nhã. Này thiện hiện, như vậy các đại Bồ Tát an trụ bố thí ba la mật đa, khuyên các hữu tình tu hành bát nhã, khiến đạt được lợi ích an lạc thù thắng. Lại nữa thiện hiện, các đại Bồ Tát an trụ bố thí ba la mật đa, tự hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, cũng khuyên người hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa rồi, lại thấy hữu tình luân hồi các thú, chịu vô lượng khổ, chưa được giải thoát, muốn khiến họ thoát khổ sanh tử, cho nên trước dùng các loại vật dụng làm lợi ích, sau đó dùng các pháp vô lậu xuất thế, phương tiện thiện xảo nhiếp thọ họ. Các hữu tình ấy đã được vật dụng không còn thiếu thốn, thân tâm dũng quyết, có thể an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, cũng có thể tu bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, cũng có thể an trụ thánh đế khổ, thánh đế tập diệt đạo, cũng có thể tu bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng có thể tu tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, cũng có thể tu pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, cũng có thể tu pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, cũng có thể tu bậc cực hỷ, bậc ly cống, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân, cũng có thể tu năm loại mắt, sáu phép thần thông, cũng có thể tu mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, cũng có thể tu pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, cũng có thể tu trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Các hữu tình ấy do nhiếp thọ pháp vô lậu nên giải thoát sanh tử,
Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy an trụ bố thí ba la mật đa, tự hành các pháp vô lậu thủ thắng, cũng khuyên người hành các pháp vô lậu thủ thắng, thẳng thắn tán dương sự hành các pháp vô lậu thủ thắng, hoan hỉ khen ngợi người hành các pháp vô lậu thủ thắng. Này thiện hiện, như vậy các đại Bồ Tát an trụ bố thí ba la mật đa, dùng pháp vô lậu nhiếp thọ hữu tình khiến thoát sanh tử, đạt được lợi lạc thủ thắng. Hết quyển thứ 392.